Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà gồm các ông bà Trần Thắng Lợi, Lê Thị Hồng Minh, Lê Phú Nguyện, Trần Lê Tuấn chiều nay cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo đến cử tri một số nội dung cơ bản tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri phường Mân Thái, quận Sơn Trà bày tỏ sự tin tưởng thống nhất với những chủ trương, chính sách mà thành phố, Hội đồng Nhân dân đã ban hành thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các đối tượng yếu thế trong xã hội vượt qua dịch bệnh. Một số vấn đề còn tồn đọng trên địa bàn phường như hạ tầng giao thông đô thị, an ninh trật tự môi trường cũng được nhiều cử tri quan tâm, mong muốn sẽ được giải quyết trong thời gian tới.